Hello, hello, xin chào các bạn đã quay lại kênh Nguyễn Cao Lâm Gym và cuộc sống của mình. Và đây là bạn Linh. Chào cái đi. Ok, hôm nay mình sẽ quay một clip để hướng dẫn cho các bạn nữ tập lưng xô như thế nào để khỏe. Thì á, tại sao chúng ta phải cần tập lưng xô? Thì cái phần lưng xô nó gần như là nó sẽ hỗ trợ cái cuộc sống của chúng ta trong quá trình đi nè, đứng nè, rồi ăn ngủ nghỉ, trong tất cả các hoạt động luôn thì cái cuộc sống nó đều tham gia vào quá trình hay cái quá trình ngồi nữa. Thì cái việc tập lưng xô á, nó sẽ giúp cho chúng ta, một là cải thiện cái dáng đứng, nó không có bị gù như này, và nó sẽ mở được cái lưng của chúng ta và làm cho cái dáng đứng của chúng ta thẳng lên. Và khi cái cải thiện được cái dáng đi, dáng đứng á, hoặc là dáng ngồi á, thì chúng ta có thể cái chúng ta sẽ cao lên được từ 1 cho tới 1,5 cm đó. Rồi tại sao là chúng ta phải tập lưng nữa? Thì khi mà lưng khỏe thì nó sẽ giúp cho cái cuộc sống của chúng ta ổn định hơn trong các động tác như tập ngực, tập deadlift hay là những cái động tác squat. Rồi tiếp theo nữa là khi mà lưng khỏe hơn thì cái cuộc sống khỏe hơn thì chúng ta sẽ ngồi không có bị đau lưng. Đó là lý do vì sao mà chúng ta bất cứ nam hay nữ cũng đều phải nên tập lưng xô. Ok, chúng ta sẽ vào động tác đầu tiên là động tác pull down. Pull down là tập với cái máy này nè, các bạn thấy không? Pull down machine nè. Rồi để tập cái lưng xô mà bên ngoài này nè, thì chúng ta sẽ cầm rộng tay như thế này. Đó, rộng tay thì đầu tiên các bạn chỉnh cái mức tạ vừa phải với chúng ta. Rồi chúng ta bắt đầu kéo xuống. Rồi chúng ta khóa cái chân vô. Ở đây có một cái chỉnh cho cái chân của chúng ta này. Nếu mà cái đùi của bạn nào bự thì các bạn nâng lên, còn cái đùi mà các bạn nào nhỏ thì các bạn hạ xuống để ngồi khóa lại toàn bộ cái phần này, ngồi sát tới cái bụng gần như là chạm tới cái này để khóa toàn bộ cái phần dưới. Chúng ta chỉ cử động cái phần trên thôi. Rồi chúng ta kéo xuống nè, hít vào, kéo xuống, lên, chúng ta thở ra, xuống chậm thôi. Rồi cái lưu ý này đó, khi lên đó xuống thì là ưỡn ngực ra, mở cái người ưỡn ngực ra đó, ưỡn ngực ra, rồi khi lên thì thả vô lại, xuống ưỡn ngực ra. Khi các bạn tập á mà cảm thấy cái phần xô này chúng ta chạy là có nghĩa là biết là chúng ta đang tập đúng. Đó, đây là động tác đúng nha, toàn bộ cái phần dưới này nè gần như là khóa cố định hết, chỉ cường động cái phần tay phần trên này thôi. Đó thì nó sẽ tác động hoàn toàn vào phần lưng xô. Rồi trong quá trình tập á, thí dụ cái tạ nặng quá, chúng ta không có ngửa cái người ra như này đó, chúng ta kéo xuống, rồi em kéo đi. Đó, ngửa ra kéo xuống như vậy thì nó sẽ rất là dễ bị chấn thương cái phần lưng dưới này nè. Đó, chúng ta ngồi thẳng lưng, đó, gồng chặt cái phần kho này lên, rồi chúng ta kéo xuống, rồi lên thả ra, đúng rồi, chính xác, xuống ưỡn ngực. Ok, chúng ta cùng qua động tác thứ hai là động tác chin. Chin là cái này là chin up. Bình thường chin up là chúng ta sẽ kéo xà, còn cái này là chúng ta ngồi xong rồi chúng ta kéo bằng máy. Thì á, cái động tác này chúng ta vẫn ngồi vào cái ghế như này, nhưng mà tay là chúng ta nắm hẹp và cầm up, chứ không có cầm ngửa như nãy nữa. Và chúng ta kéo. Đúng rồi, cái động tác này nè, cái mình có một cái tip nhỏ là các bạn tưởng tượng á, có một cái vật gì đó hay là có một cái mặt đứa nào đó mà bạn ghét á, thì chúng ta giật cái chỏ ra phía sau như này. Đó, cái chỏ này chúng ta đang để như này, chúng ta kéo ra phía sau. Đó thì nó sẽ tác động vào phần xô này của chúng ta. Lúc kéo xuống như này thì mình ưỡn ngực ra, kéo xuống, ưỡn ngực ra, lên thì chúng ta co lại, xuống thì chúng ta ưỡn ngực ra. Đó thì nó sẽ tác động vào phần lưng xô. Cái nó khác gì với động tác này? Động tác này khi mà kéo xuống như này thì nó sẽ làm rộng ra, nó làm rộng, còn cái này nó sẽ tác động dọc xuống như này luôn này, dọc xuống. Đó, nó ăn vào cái phần cơ thang, cơ dọc xuống như này. Còn cái nãy là nó ăn vào mép bên ngoài.
chúng ta sẽ qua động tác thứ ba là động tác kéo row, vertical row. Chúng ta sẽ kéo bằng máy như thế này. Thì á, cái máy này nó được thiết kế sẵn thì chúng ta chỉ việc ngồi vô và chúng ta kéo, cầm cái gục này kéo về phía sau là xong. Đó. Thì các bạn lưu ý nè, cái động tác kéo row là những cái động tác mà chúng ta thường là chúng ta giật cái cùi chỏ. Đó, các bạn lưu ý cái cùi chỏ của chúng ta chuyển động là cái động tác nó sẽ đúng, kéo ra phía sau này. Đó. Đó, cái lưng xô của chúng ta nó được ép lại như này. Đó, ép lại. Hãng ra, ép lại. Rồi cái phần toàn bộ phần dưới, phần mông này, phần mông và phần lưng là chặt, khóa chặt không hề cử động này. Chúng ta không có ưỡng ra, ưỡng vô như này, ưỡng ra, ưỡng vô như này mà chúng ta khóa chặt, chỉ có phần lưng xô này cử động thôi nè. Đó là đúng. Đó, chân bám chặt xuống mặt đất, tay kéo cho thôi. Hoàn toàn cái phần này không dùng lực lưng dưới để kéo cái ngửa người ra sau. Đó. Kéo ra sau thì nó sẽ ép cái phần lưng xô lại như này. Đúng rồi. Ưỡng ngực ra, lên ưỡng ngực ra, đúng rồi, em kéo lên. Ưỡng ngực ra. Đúng rồi. Kéo lên. Ưỡng ngực ra. Đó. Động tác tiếp theo để chúng ta tập lưng xô nữa là chúng ta sẽ kéo row. Thì động tác này vô đầu tiên á là cái ghế, chúng ta cần một cái ghế bằng như này. Rồi các bạn nên chọn một cái ghế mà nó có cái thanh ngang như này nè. Mục đích á là để chúng ta vô, chúng ta gác cái chân của chúng ta vô đây để nó không có bị trượt. Ví dụ chúng ta đang tập vậy đúng không, mà chúng ta tập nặng quá nó trượt cái chúng ta dễ bị vấp đập cái mặt xuống như này, thì cái này nó sẽ giữ lại cho chúng ta. Đó, giữ cái chân này lại, không có để ra ngoài này nha. Lỡ chúng ta kéo nặng quá mình dễ bị trượt lắm. Đó, khóa lại đây, khóa là một chỗ này. Rồi thứ hai là chúng ta móc vô đây, khóa lại đây. Đó, nó chắc chắn nó không có bị lịch. Rồi, vô xong rồi đúng không? Rồi cái lưng của chúng ta này, lưu ý cái lưng thẳng. Rồi cái tay này không có thẳng ra như vậy, nên để cong như vậy. Rồi chúng ta sẽ xuống như vậy. Rồi chúng ta kéo lên. Xuống, chúng ta đang tập lưng xô nha, là phải kéo, nên tập xô là kéo hẳn ra, kéo hẳn ra phía sau, kéo hẳn ra phía sau. Còn ví dụ chúng ta tập vai sau là chúng ta kéo lên như vậy thôi nè, kéo lên như vậy thì chúng ta sẽ gặp vai sau. Còn tập lưng xô là đưa hẳn ra, kéo lên, kéo lên. Đó rồi, ok, Linh sẽ vô bắt đầu thực hiện và mình sẽ sửa động tác. Đó rồi, em set up hết đi. Chân đúng rồi, tay chân móc bên này đúng rồi, tay thẳng ra phía trước ở trên kia đúng rồi, rồi lưng thẳng, rồi nhìn về phía trước đúng rồi, tập kéo thẳng vô, kéo thẳng lên đúng rồi, kéo xuống, đưa lên. Đó, chính xác rồi, hoàn toàn đúng rồi. Tay này không có thẳng quá, tay cong như vậy là đúng. Đó, tay cong để chịu lực, chân thẳng khóa lại cái chân này, móc vô đây để không có bị lịch. Lưng tương đối thẳng như này là ok. Nhìn về phía trước. Đó, tay kéo lên trên này. Đó, kéo xuống. Đó, em thả cho nó xuống này, thả xuống nữa. Nữa. Đó, rồi hãy kéo lên. Đó, đúng rồi, chính xác. Đúng rồi, xuống. Đó, chúng ta tập 12 cái rồi, chúng ta đổi bên qua bên này. Đổi tay. Bên này cũng tương tự. Đó. Móc cái chân vô, móc bên này. Đó. Cái tay chống hướng về phía trước xích. Đó, đúng rồi. Móc cái chân móc vô đây. Rồi. Kéo người lên. Đúng rồi, chính xác. Đưa cái tay sâu xuống, đưa cái kéo cái dài cái xô ra, đúng rồi. Kéo lên. Đó, ok, hoàn toàn đúng rồi. Yeah. We'll be right back.
Ok, chúng ta sẽ qua động tác cuối cùng của bài tập lưng xô dành cho nữ, là động tác chúng ta sẽ xuống như thế này. Đó, lưng chúng ta sẽ thẳng, rồi chúng ta cầm tạ, kéo về phía sau, rồi xuống, đưa thẳng tạ ra, đưa vòng hông xuống, đưa thẳng, đúng rồi, kéo lên. Đó, chính xác, đưa xuống. Mục đích đó là để cái quỹ đạo đường đi nó dài ra, kéo lên, xuống, kéo lên. Đó, xuống, thẳng cái phần lưng xô ra nè, không có phải cong cái tay vô, cái tay như vậy nhưng mà dài cái phần lưng xô ra, dài phần, cái tay đừng có cong này. Đó, cái tay như vậy bình thường, cái tay thả bình thường này, đừng có cố gắng làm nó cong. Đó, để vậy thôi nè, rồi kéo lên, kéo lên, kéo, đó đúng rồi, chính xác, xuống, kéo lên, xuống, kéo lên, nhớ hít thở. Đó, kéo lên cái phần lưng xô, đúng rồi, kéo thẳng lên. Đó, đó, nhớ các bạn này, các bạn nhìn nè, chân đứng thẳng, lưng thẳng xuống, kéo lên. Đó, kéo để tác động một phần lưng xô, kéo, đúng rồi. Đó, đúng rồi. Ok, em xuống như nè, rồi trong lúc kéo lên em hãy xoay, đừng có xoay trước, xuống nè, rồi kéo lên, vừa kéo vừa xoay, đó chính xác, vừa kéo vừa xoay. Cảm ơn các bạn đã xem tới hết clip tập lưng xô. Bài lưng xô các bạn bắt buộc phải tập ít nhất là một lần nhé, để giúp cho cái cuộc sống của chúng ta khỏe lên và giúp cho cái độ ổn định của cuộc sống nó tốt. Nó sẽ giúp cho các hoạt động hàng ngày của chúng ta có hiệu quả và năng suất hơn. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết clip. Các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share và một subscribe. Các bạn có ý kiến gì về bài tập này thì comment phần bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Để nâng cao cái vai trò của sức khỏe trong cuộc sống thì mình đã tạo ra một club gọi là club 23-30. Club này nó có ý nghĩa như thế nào? Là nam sẽ giảm mỡ xuống 23% và nữ giảm mỡ xuống 30%. Khi tham gia vào group này, các bạn sẽ phải có một cái kỷ luật, phải có một cái sự nghiêm túc. Và cái group này mình sẽ có một cái khoản phí nho nhỏ để duy trì, gọi là cái phí mà mình take care cho các bạn, là giá 1.800.000 trong vòng 3 tháng. Khi tham gia vào group này thì hàng ngày các bạn phải làm theo những cái hướng dẫn của mình để đạt được cái kết quả là giảm phần trăm mỡ từ cái số hiện tại xuống 30 đối với nữ và xuống 23% đối với nam. Cái khoản chi phí này là cái khoản chi phí mà mình take care cho các bạn khi mà các bạn tham gia vào group. Hàng ngày các bạn phải đăng hình, đăng status vào trong group để biết là các bạn rất là nghiêm túc đối với lại cái việc giảm cân của mình. Đó, group này nó sẽ dành cho các bạn khi mà đã thực hiện được tất cả những cái quy trình giảm cân, rồi các thuốc giảm mỡ nhưng mà vẫn không giảm được cân, thì các bạn, đây là group dành cho các bạn. Thì các bạn tham gia vào thì nó sẽ có một cái rất là hữu ích, nó sẽ có một cái cộng đồng, mọi người, người này tác động lên người khác, người này tác động lên người khác, nó sẽ giúp cho các bạn có một cái động lực để giảm cân. Ok, link của group mình để ở dưới. Các bạn có thắc mắc gì trước khi tham gia vào group thì các bạn có thể inbox trực tiếp cho mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.